Chào các bạn đã quay trở lại với Bếp Xanh. Hiện nay các sản phẩm chậu rửa chén đôi có cánh là một xu hướng sử dụng rất là phổ biến trong gian bếp của mọi gia đình. Và hôm nay Chi xin giới thiệu đến các bạn một sản phẩm chậu rửa đôi có cánh rất là đẹp đến từ Maloca, đó là chậu MS7818. Chậu Maloca MS7818 được hoàn thiện hoàn toàn là từ chất liệu inox 304, rất là được người dùng ưa chuộng và yêu thích trong thời gian gần đây. Thì với chất liệu này thì chậu luôn có một cái độ sáng bóng rất là cao, cảm giác sờ rất là mát tay và đặc biệt là được cực kỳ dễ dàng vệ sinh sau khi chúng ta đã sử dụng. Chậu MS7818 được thiết kế vô cùng tiện lợi trong quá trình rửa chén với hai hộc rửa rất là rộng rãi và có thêm một cái bàn chờ ở bên phải để thuận tiện hơn khi các bạn đặt thực phẩm cũng như là những cái vật dụng vệ sinh ở đây. Ngăn cách với hai bồn rửa là thành bồn có thiết kế rất là chắc chắn và bền bỉ. Ngoài ra thì các góc cạnh của chậu cũng được uốn cong ở đây. Như các bạn có thể thấy thì giúp chúng ta là rất là dễ vệ sinh những cái góc cạnh. Nó không có khó vệ sinh những cái góc cạnh mà vuông. Thì việc này giúp cho quá trình vệ sinh của người nội trợ rất là dễ dàng sau khi chúng ta đã chế biến thực phẩm xong. Ở vùng rửa bên trái thì sẽ được trang bị một cái lỗ thoát tràn. Lỗ này có tác dụng là chống ngăn nước ra ngoài thành bồn. Thì khi mấy các bạn sử dụng nước dâng lên quá cao thì nước sẽ thoát bớt qua cái lỗ này. Cả hai hộc rửa sẽ được trang bị một cái lỗ inox rất là tiện lợi để giúp ngăn rác. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái lỗ bằng inox 304 giúp ngăn rác cũng như là lọc nước rất là hiệu quả. Và với chất liệu là inox này thì các bạn có thể dễ dàng vệ sinh sau khi chúng ta đã sử dụng xong. Và với thiết kế nắp đậy vô cùng tiện lợi như thế này thì các bạn nếu muốn biến chậu thành một cái vật rửa thì chúng ta chỉ cần đắp nắp lại. Thì ở đây chúng ta có thể ngâm rau củ quả rất là dễ dàng và khi mà các bạn ngâm xong á thì chúng ta chỉ cần tháo nắp nhẹ nhàng thôi thì nước nó sẽ thoát xuống dưới rất là tiện lợi. Điều ấn tượng nhất của Chi đối với cái sản phẩm chậu rửa MS7818 là sẽ có thêm một cái bàn chờ cực kỳ lớn ở với phía bên phải. Thì với bàn chờ này các bạn có thể đặt những cái thực phẩm cũng như là rau củ quả trong quá trình chúng ta cần rửa thì để ở đây rất là dễ dàng. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể để thêm những cái vật dụng như là chai rửa chén hoặc là cái những cái khăn chúng ta để đây để vệ sinh chậu nó dễ dàng hơn. Và với cái bề mặt lớn như vậy thì các bạn cũng có thể dễ dàng chúng ta rửa. Ở bên dưới đáy chậu là những cái bộ siêu phong có tác dụng là chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu cực kỳ hiệu quả để chúng ta có thể là ngăn mùi cũng như là giữ được cái độ yên tĩnh của sản phẩm trong quá trình sử dụng. Với thiết kế chậu rộng rãi như thế này thì các bạn cũng có thể dễ dàng kết hợp chậu với những loại vòi có dây rút. Để đây Chi xin giới thiệu đến các bạn một sản phẩm vòi dây rút là K046S cũng đến từ Maloca luôn. Thì với sản phẩm vòi này thì các bạn có thể sử dụng dây rút để vệ sinh tất cả các góc cách của chậu rất là dễ dàng. Chậu rửa chén Maloca MS7818 được trang bị hai hộc rửa vô cùng rộng rãi và có thêm một cái bàn chờ rất là lớn ở bên phải để thuận tiện hơn trong quá trình chế biến thực phẩm hàng ngày. Thì với một thiết kế thuận tiện như thế này, Chi nghĩ đây là một sản phẩm rất là đáng để các bạn sở hữu trong gia đình mình. Và với mức giá hơn 8 triệu thôi thì sản phẩm không những mang lại một cái khả năng rửa chén cũng như chế biến thực phẩm hiệu quả, còn là một cái thiết bị để tôn thêm cái vẻ đẹp sang trọng cho nhà bếp của bạn về nhờ cái chất liệu là inox 304. Nếu yêu thích sản phẩm này thì các bạn có thể đến ngay các showroom của Bếp Xanh để được trải nghiệm trực tiếp, hoặc các bạn có thể truy cập vào website www.bepxanh.com hoặc liên hệ hotline là 1800 6775 để được nhân viên Bếp Xanh tư vấn chi tiết hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Bếp Xanh nhé.